Anh em đừng có vội nhìn vô bộ đồ của tôi và đoán tôi sẽ làm gì tiếp theo. Anh em suy nghĩ là tôi sẽ làm bất động sản hay là đi kinh doanh gì đó. Nhưng không, tôi sẽ đi phá hủy tàu hỏa. Anh em có bao giờ thắc mắc là không phá hủy được tàu hỏa không? Hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em phá hủy tàu hỏa. Trước tiên anh em phải đi mua súng, mà những cây súng mạnh nhất trong GTA luôn ấy. Anh em mới có thể phá hủy được chiếc tàu hỏa này. Tôi sẽ chạy tới cái tiệm mà gọi là có những cây súng mạnh nhất trong cái GTA file này. Quay. Ê, đi lố, xanh á. Tại xe nó nhanh quá, tôi lại bán xe tôi nữa rồi anh em. Đấy, tôi mua chiếc này khá là nhanh. Mà ngầu, mới tung phát cây thế nhờ. Chiếc này chạy khá là bám đường nên là tôi quyết định tôi mua nó đấy. Ok, xe đậu nhìn là biết đẹp liền không. Bóp kèn. Ê, dám tung xe tao. Ê, tung xong chạy, what the hell man. Tung xong chạy, what the hell man. Để đền luôn. Đồ xe ta đẹp đẽ vậy mà tung nát luôn rồi. Cây thế nha. Thôi nói chung là giờ tôi sẽ đi mua súng trước đi. Giờ tao phải trốn cảnh sát nè. Từ từ giờ tao trốn trong tiệm mày. Chắc nó không dám vô đâu. Cút giùm em để em còn mua súng. Giờ tôi phải đi trốn, nó biết tôi ở đây rồi. Cây thế nha. Trốn cảnh sát lên thêm tội nữa, vô lý nha. A little longer than a few minutes later. Đây. Đấy, sau khi trốn cảnh sát em cũng về đây. Nãy anh không bán cho em cây rồi đó. Mà thôi không sao. RBK này. Có cái nào xịn hơn không anh? Có nhiêu đây thôi hả? Có cái này em chưa mua không? Mua hết luôn. Ok, em sẽ tìm một vài cái áo. Áo xịn nhất là áo nào. Đấy, thở là ổn rồi đấy. Em sẽ vô em test thử cây RBK mạnh nhất trong quán của anh. Có test ở đâu nha? Ủa cho anh không có chỗ test hả? Mà chán vậy. Hỏi cho em chạy qua anh kia luôn quá. Em chạy qua đường tàu hỏa em test luôn. Just then. Cung đường này nó cong thế. Tôi đang trên đường tới gọi là chỗ cái đường ray đó đấy. Đây sắp tới rồi đây. Tôi sẽ lên cái đường trên đây. Ôi. Yo. Biết né không là gì không? Biết né. Rồi xong. Còn chạy nữa không cứu tao luôn, không giúp tao luôn. Rồi nát xe luôn. Cây thế. Xe mới mua mát vậy mà. Nó đâu rồi, phải trả thù mới được. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đi xuống dưới đó rồi ta. Không hiểu luôn á. Cây ức. Ta cái đường ray đây. Đây hình như đây thì phải. Nó gọi là cái đường ray là cái đường ray sầm uất trước luôn. Ngày nào cũng có phải có chuyến tàu qua nên là tôi sẽ chọn địa điểm này. Ê nó nè cái thằng này nè. Ở đâu? Tung tao bỏ chạy. Giờ tôi phải đi tìm chuyến tàu nó đâu ta. Ê nó kìa. Bắt. Từ. Tôi sẽ chờ nó qua. Nếu mà như là ông chủ nó nói là cây này là mạnh nhất có thể bắn được chiếc này. Nhưng mà để coi sao, mấy ông nội bán hàng thượng dậy mà. Tới đây, mày đâu? Mới thấy mày chạy qua cơ mà. Ủa, không thấy ai uống trời. Nó rất kỳ nha. Tao muốn giải quyết trong im lặng lên cho mày. Chưa chết hả? Ê, chết bà, say nắng quá. Kiểu này chắc phơi nắng nhiều quá chết rồi bà. Tàu nó không chịu qua luôn trời. Thì tôi phải chạy ngược lên lại nữa, cái thế. Đứng lên. Xem chết luôn. Ủa sao nó không bị phá hủy? Trời ơi mấy cái ông bán hàng này. Trời ơi mấy ông bán hàng lừa tôi rồi. Trời ơi mà ông lừa tôi rồi. Sao mày ngu thế hả con? Tao cố ý biểu mày đứng nho chi. Rồi hiểu luôn. Là cái súng ổng bán hàng đồ Trung Quốc rồi. Và tôi quyết định rồi, xe tôi mới sửa, tôi sẽ để ở đây. Coi nó chặn được hay không, xe xịn đấy. Come on. Tiền nào của đấy nha. Từ từ, xe tao. Đừng có lấy đi. Come on. Leo lên. Được. Xe tao đâu? Trời, xe tôi kìa. Ôi. Tao muốn lấy lại chiếc xe của tao. Nhưng có vẻ là xe nhỏ quá thì không được rồi. Tôi cần những chiếc lớn hơn. Tôi sẽ đi kiếm thử coi ra sao. Có vẻ là tôi sẽ lấy thêm một chiếc. Ê, tao không muốn gây sự. Tao chỉ muốn lấy chiếc xe kia thôi. Ê, nè, có chiếc thêm chiếc nữa nè. Stop. I need you to stop, ok. Sao mấy mày đi nhanh vậy? Trời ơi, từ từ. Come on. Ôi, nó kia. Khoan, ta là cảnh sát, stop. Trời, muốn đập lộn nó mấy này thì mệt thiệt luôn á. Hãy cho tao xin chiếc này thôi, coi nó có thể giữ chân được con tàu hỏa đây không. Tôi sẽ để nó ở đây. Ok. Come on, tàu hỏa ở đâu? Lẹ lên. What the f***.
Thuyền của tôi đâu? Đây, tôi sẽ đứng đây chờ nó qua. Nó tới, nó tới. Từ từ thôi nha. Có vẻ là sẽ quay ngang sẽ được hơn ấy. Chứ quay thẳng lên là chết tôi. No 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 no. Giúp 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 giúp. Chẳng được không? Ôi không được rồi. Nó bị văng ra rồi mọi người ạ. Không thể được. Nó tung ngang luôn mà. Giờ làm cách nào đây ta? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ôi nó bị giùm không chung một cây thế chứ. Ông sao đây vô? Ông xanh chiếc xe tăng kìa mọi người. Bố mày đế kê. Ôi, vẫn là chiếc xe tăng. Tao cay chúng mày nãy giờ nha. Cút. Cút. Tao nói rồi, để yên cho tao đi không chịu. Con nào lái xe mình nhỉ? Tính ra cái này là xe của tôi luôn ấy. Thôi đành chịu vậy. Xanh á, tại nó lấy xe của tôi thôi. Mà tôi sẽ đi qua cái chỗ bên kia đây. Sao dám đấu với tao được? Mày xạo. Mày xạo. Bắn hộ. Bắn hộ. Bắn hộ nhé, bắn hộ nhé. Đây 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 đây, come on, come on, come on. Mày có thể dừng lại. Đây nha, tôi sẽ đứng ở đây, tôi sẽ đứng ở đây, tôi sẽ đứng ở đây. Nó không dừng lại, nó không dừng lại. Tôi bắn cỡ vậy mà nó còn không mà nổ nữa. Wow. Holy. Tính ra xe tăng cũng không làm gì được chiến tàu này rồi. Có vẻ là chúng ta sẽ cần nhiều chiếc xe tăng hơn. Come on, không biết nhiều chiếc đây. Mong là nó có thể là chặn được chiến tàu này. Xanh đó. Này cũng như gần như là xe tăng á, cũng khá là nặng đấy. Tôi sẽ leo lên cái này thử, leo lên. Hình như tôi nghe tiếng tàu nó ở đâu á ta ơi. Ôi, vai, tàu ơi, mày đâu tàu ơi. Ôi, nó tới, nó tới, nó tới. Nó tới, nó tới. Ta chặn được không? No, 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 no. No, 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 no. Nói chung là cũng dần được nó lại một chút xíu đấy. Không được cái này thì mình làm cái khác. Tôi nghĩ là sẽ có một cái thứ gì đó nó sẽ lớn hơn. Đó chính là máy bay đấy. Ok, kiếm chỗ đất nào rộng rộng để máy bay xuống cái nhẹ coi. Ui. Không được để đây, nó to quá, nó to quá, không được. Wow. Đấy, được, ổn rồi đấy, ổn rồi đấy, ổn rồi đấy. Ôi, nó tới luôn rồi kìa. Xanh á. Được không đây, được không đây. Xuống, 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 xuống. Lẹ, 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 lẹ. Lẹ, lẹ, lẹ. Thôi, đúng rồi, đúng rồi. Hai chiếc luôn. Mà tính ra là không xi nhê gì với nó luôn á trời. Cho dù máy bay cũng vậy. Không xi nhê, không xi nhê. Tôi sẽ thử, tôi sẽ thử, tôi sẽ thử, tôi sẽ thử. Tôi sẽ thử chặn cái quái quỷ này lại bằng cái này. Không biết có được hay không đây. Hả, thấp xuống. Thấp xuống nữa. Đúng rồi, để đây luôn, để đây luôn. Thôi rồi. Được nè, được nè, được nè. Ui. Ui, 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 ui. Ui trời ơi. Nó không xi nhê luôn. Trời ơi, đáp đúng lên đường băng luôn trời. Không thể tin được. Ôi dồi. Ôi dồi. Tính ra là nó không có xi nhê cho máy thì phải. Đấy, anh em thấy siêu năng lực của tôi chưa? Tôi sẽ chủ động tìm chiếc tàu hỏa luôn. Mày đâu? Không biết. Tao không ngán mày đâu con ạ. Không ngán mày đâu. Tính ra nó cũng chả ngán mình luôn mọi người ạ. Come on. Đấm mày nè con. Rồi tính ra nó cũng xi nhê mình luôn trời. Trời ơi, nó không bị luôn. Cây cũng. Giờ tôi vẫn còn một cách, đó chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Tôi sẽ sử dụng đoàn tàu của chính mình. Ok, để đấu lại đoàn tàu này. Đây là những thứ tôi có đối với đoàn tàu này. Gậy ông đập lưng ông coi. Lục. Ơ à, tại sao lại thế nha? Đi xuyên luôn mọi người ạ. Ơi đừng có chơi ngu vậy chứ. Đấy. Trời ơi. Nó gọi là dễ. Khoan nha, khoan nha. Đi từ từ thôi, rồi thấy bà nội luôn giờ. Ôi, đấy, tôi nói mà. Đấy. Rồi, tao đe dọa mày mở cửa kiến ra à lẹ. Thằng kia, alo, nghe không? Tao biết mày nghe mà. Tao khùng chứ tao không có ngu. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.
Tao quay trở lại ở đây. Oh shit. Nếu mà anh em muốn phá hủy chiến tàu này, anh em phải cần 25 cái gọi là sticky bomb. Chúng ta sẽ quăng hết 25 cái. Chúng ta sẽ không phá hủy chiến tàu mà chúng ta sẽ phá hủy cái đường ray này, làm cho chiến tàu chệch đường đi và cho nó nổ. Theo như tính toán khoa học của tôi là như vậy đấy. Rồi. Bom đâu, bom của chúng ta ở đâu? Bom của chúng ta ở đâu? Đây đúng không? Khúc này đúng không? Vô mảnh rồi, vô mảnh rồi. Let's go baby. Tôi đã nói rồi, chúng ta phải phá hủy đường ray chứ không phải là phá hủy cái này. Nói chung là khá là đơn giản nhưng mà chúng ta vẫn không nghĩ ra. Tôi có thể lên được cái bua khoang chính không nhỉ? Không vô được. Này thì hồi nãy không mở cửa cho tao. Nói rồi, mở đi là không có chuyện này đâu. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo. Bye bye.